bằng máy không? Bưởi tắc tỏi. Mới thu hoạch xong. Đây là hệ thống phun nước. Như đây là 6 công. 6 công này ta trả 3 tỷ 6 rồi. Không có bán. Để về đây ở làm vườn. Là bán cái nhà ở ngoài cầu K13 đó. Dọn vô đây ở hết. Vừa trồng trái cây vừa nuôi gà tre bán. Nuôi gà đá bán nha các bạn. Quay cái chuồng cản đổ gà cho các bạn xem luôn. Đó, gà đá đó, thấy không? Đó đó. Cứ 1,5 triệu. Đây nè, nó 3-4 con. Gà tơ tơ vậy, 1,5 triệu. Tùy theo. 2 triệu, 3 triệu cũng có. Rồi, bên đây nè. Giờ đi qua bên khu đổ gà nha. Đó, 6 công. Rồi, giờ đi qua khu đổ gà nha. Đó, ở khu đổ gà bạn đó. Đây là nhãn, nhãn tím. Đó, mấy gà con đó. Đây là cái cốc. À, đây là nhãn tím mới trồng thêm. Cốc. Đây. Đây khu cản đổ gà nè. Em. Ba gian. Đây là con Mỹ, gà Mỹ. Đây là Cuban. Còn bên kia là giáp. Ở bên kia là con giáp. Đây cốc. Đây quay nguyên con gà giáp luôn. Rồi đây là bên hông nhà tiếp lên trước. Đây là gà con.
Có gà con. Mua gà con, có gà con luôn. Cốc non nhân câu đây đường mòn vô rẫy nha cả nhà, ở xa xa gì núi Bà. Cài đang cài chứ. Này cài lắm nước trọng gì mà. Cài trọng gì, cài trọng gì anh? Cài lên trồng mì hả gì ạ? Đây, cài trồng mì. Giường bên kia đó quay ra đây của người ta cài nó trồng mì thôi. Video đến đây cũng kết thúc. Cảm ơn cả nhà đã xem video nha. Nếu thấy hay cho mình like và bấm đăng ký kênh để được thông báo cái chuông để theo dõi những video tiếp theo. Rồi. Rồi, cảm ơn cả nhà. Vô để mấy cái cốc về ăn nha.